kéo phát này sẽ không nổ nhỉ. Ê. Nó không nổ nhỉ. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với những màn chôn của Lê Hùng. Ok, mọi người biết đấy, từ sau cái video mà mình chôn con lợn mi, đúng cái ngày con lợn mi đến ngày rụng râu á, đó, xong con lợn mi giận mình mấy ngày liên tiếp, đó, thì từ lúc đó đến bây giờ mình đã không còn xuất hiện trước ống kính nữa. Không biết mọi người có nhớ mình không, có nhớ những cái màn chôn của mình không? Mình biết chắc một điều là anh em rất nhớ những cái màn chôn của Lê Hùng đúng không? À, biết mà. Và ngày hôm nay mình đứng trước cái ống kính máy quay này là mọi người đã đủ yên tâm là hôm nay mọi người sẽ được xem một video, xem một màn chôn cực kỳ hấp dẫn đến từ Lê Hùng rồi. Yên tâm nhá, mình sẽ không ở ẩn nữa đâu. Đó, cái lý do mà mình không chôn con lợn mi những ngày qua nó đơn giản lắm, bởi vì mình muốn cho con lợn mi có một chút sơ hở rồi sau đó mình mới bắt đầu ra tay thì nó mới chuẩn xác được, đúng không mọi người? Phải có tính toán. Và trước khi vào cái màn chôn này ấy, mình sẽ cho anh em xem một cái đoạn video này. Cái video này nó sẽ liên quan đến cái màn chôn của mình ngày hôm nay, vui lắm mọi người ạ. Let's go. Chả là hôm trước ấy, mình có xem một cái video ở trên YouTube thì nó là một cái video như này này đó. Có xem được một cái video như này. Đó. Đó. Đấy, người ta gọi là tuyệt kỹ bẻ khớp mọi người ạ. Nhờ xem được cái video đó mà mình nảy được ra một cái ý tưởng để hôm nay chôn con lợn mi đây. Mọi người có thắc mắc là mình sẽ mang cái tình huống đó để chôn con lợn mi như thế nào không? Đây. Sẽ là đạo cụ để giúp mình chôn con lợn mi trong ngày hôm nay. Đây là một miếng nui xào nhé mọi người. Cái này có thể ăn được luôn, nhưng mà phải nấu lên mới ăn được. Còn cái này nó đang là dạng cứng, nó sẽ như thế này. Mọi người coi nhá. Thấy chưa? Mọi người thấy gì chưa? Mọi người thấy giống tiếng bẻ xương chưa? Giống vãi trưởng luôn ấy. Ok, và bây giờ mình sẽ mang cái này vào để chôn con lợn mi. Mình sẽ sắp đặt cho cái tình huống này nó như kiểu là một cái tai nạn hy hữu, nó sẽ hoàn toàn được công khai nha mọi người. Let's go. À quên mất, các bạn đừng quên là vào đường link ở bên dưới để tham gia vào Homey Shop để xem những cái sản phẩm, xem những cái mẫu sản phẩm của chúng mình. Nếu mà thấy đẹp, thấy hợp thì nhớ đặt mua nha. Ví dụ những trang phục như mình đang mặc này, một bộ quần áo này có ở trên Homey Shop luôn. Anh em nào yêu quý thì nhớ đặt hàng để ủng hộ chúng mình nha. Thế thì chúng mình mới có niềm vui để làm video chứ, đúng không? Thôi, bắt đầu thôi. Em. Thì. Em. Anh lại quay gì đấy? Anh cho em xem này này, em xem clip vào đi. Ui, nó nổ sướng không? Cái này à, cái này là người ta gọi là cái gì nhỉ? Bẻ khớp. Ờ, không, nó gọi là cái gì, có phải vật lý trị liệu không? Đúng rồi đấy. Ui, phê vãi. Em thích cái này cực. Hôm nào anh cho em đi bẻ cái này đi. Cái này dễ lắm. Bây giờ em bẻ cho anh không? Bẻ cho anh á? Ừ. Bẻ như nào? Thì nhìn giống họ bẻ, bẻ cổ, bẻ tay nè. Cứ bẻ thôi á? Ừ, cứ bẻ là nó nổ mà. Được. Được, 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 em bẻ thử cho anh, xong anh bẻ cho em nhá. Để anh đặt máy đó. Anh sẽ quay đoạn em bẻ cho anh rồi anh đăng lên YouTube cho mọi người xem để nghe cái tiếng nổ này sướng đúng không? Tên clip sẽ là hát một channel hướng dẫn vật lý trị liệu. Được. Ok không? Ok. Được chưa? Được rồi. Được. Ok mọi người nhá, hôm nay thì My sẽ hướng dẫn mọi người cách gọi là vật lý trị liệu để giúp cơ thể đỡ mệt mỏi, đỡ đau nhức. Mọi người có thể áp dụng ở trong mùa dịch này, ở nhà không có gì chơi, bẻ khớp cho nó vui. Thực ra thì cái này kiểu mọi người tập thể dục ở nhà này, mọi người đau mỏi thì mọi người đều có thể thực hiện được nhé. Giờ chúng mình bắt đầu là với vai tay trước đi. Nào, đây, xoay nhẹ mấy cái trước cho nó nóng cơ ra, xong rồi bẻ một cái. Nó chả nổ gì cả. Sao nó không kêu nhỉ? Để lại nhé. Chả nổ gì cả. Người ta giật một cái là nó nổ cơ mà nhỉ. Đếm lại thử. Bên cái chỗ này sao? Chỗ này á? Chỗ này làm nổ kiểu gì? Không biết. Thế mà đòi hướng dẫn người ta. Em thì biết bên này thôi. Được. Để lại cái vai này nhá. Nổ vai này. Để lại. Kéo một phát là sao không nổ nhỉ? Ê. Sao không nổ nhỉ? Nào. Bây giờ anh thử cho tay hai tay ra sau đầu. Đây như nào? Này. Đúng rồi. Đấy. Xong rồi. Người ta bình thường sẽ lấy cái tay, người ta bẻ cái này. Sao nó không kêu nhỉ, để em chả. Chắc là nó phải mạnh một cái khoát. Một hai. Chả nổ gì cả. Không được.
làm thế nào để cho người ta lòng nổ được nhỉ? Nó chẳng kêu gì. Nó chẳng kêu gì anh ạ. Làm clip cho người ta xem mà bẻ chả nổ gì cả, người ta cười cho. Nào thì lại nào. Bây giờ cổ đi. Cổ, em đi cổ là sẽ dễ, có tầm cái khớp khớp ấy, cho dễ nổ. Chả nổ gì cả. Em phải ấy mạnh mạnh lên cơ, em ấy nhẹ này nó không nổ đâu. Được lại bên này nhé. Em ơi. Ơi. Đau quá. Mẹ đau. Đau quá. Nó nổ từ cổ đi. Anh không cử động được cổ rồi. Thôi đã, đau thôi mà. Đau. Ôi trời, chết rồi. Ôi sao lại đau nhỉ? Đó là em làm giống người ta cũng bẻ bẻ mà nó ra kêu kịch một cái mà. Anh không cử động được cổ rồi. Chết rồi. Ôi thật đã. Anh ơi. Anh cứ cổ này. Cổ anh lại nghèo vậy. Không phải nữa. Anh không cử động được cổ rồi. Chết rồi. Làm nào rồi nhỉ? Không thay để em bẻ lại. Để bẻ lại nhá. Em bẻ lại nhá. Bẻ mạnh sang bên kia đi. Ôi. Không cử động rồi. Ôi làm sao nhỉ? Rõ ràng là em bẻ kịch một cái nó kêu kịch. Gây cổ anh rồi. Không làm nào. Không cử động rồi. Đau không? Nhấc lên mới đau. Đau. Anh ơi chết rồi. Làm nào? Đau. Em ơi. Bây giờ làm nào cứ lại. Làm nào? Không cử động được rồi. Anh kêu anh bẻ một cái mạnh dứt khoát mà. Chết rồi, làm nào chết rồi. Em ơi tắt máy nhanh. Tắt máy đi. Đây xấu hổ chết. Mọi người đừng làm theo nhé. Anh ơi nhưng mà. Cắt tí, tắt tí. Tắt đi. Em ơi, bây giờ anh cứ phải cong hết cổ này à? Bây giờ làm nào? Hay bây giờ em đưa anh đi bác sĩ nắn lại cổ nhá. Đi bác sĩ nắn lại cổ làm sao được? Sao không được, bây giờ cổ nghèo này phải đi bác sĩ nắn lại cổ chứ. Bây giờ em mà nắn lại nó lại trẹo nữa sao? Bây giờ đi làm sao được, anh cứ đi cổ này à? Bây giờ làm nào? Đau quá. Em ơi, chết rồi, gãy cổ anh thì em chết. Em bây giờ đi đâu bác sĩ không thấy nữa. Nhưng mà nếu mà đi trên đường mà cứ để này, đi xe nó đông đưa này thì càng gãy cổ thôi. Bây giờ ấy phải tìm cách nào để nẹp cổ anh thẳng lại đã rồi mới đi được. Nẹp thẳng lại á? Nẹp bằng cái gì bây giờ? Ôi ngồi thế thôi, gãy cổ ơi. Em suy nghĩ là em kiếm cái gì để nẹp. Em phải lấy hai cái gì thẳng thẳng xong rồi lấy dây buộc lại. Thẳng. À. Có rồi. Cái này. Nhanh lên nào em ơi, cái cổ của anh để một lúc nữa chắc là nó lìa khỏi đầu luôn á. Nhưng mà từ anh bình tĩnh này. Em bẻ hết bên này xong rồi hết bên nọ. Tại vì anh bảo anh bẻ mạnh mà. Gãy cổ. Anh cứ đi. Cái này nẹp làm sao được? Được, nó thẳng là được. Em phải chuyên đâu. Em ơi, bắt được cổ thôi. Đây. Ôi trời ơi, gãy cổ anh rồi, chết rồi. Đây, từ từ, vào tay là được, không phải giữ. Bây giờ cổ anh mà cứ gãy như này đi thì em bắt đền á. Em thề là đi bác sĩ là nắn được ngay, không sợ, không lo đâu, yên tâm đi. Nhưng mà anh thấy cổ anh lỏng lẻo như kiểu nó rụng nào. Anh đừng có nói là anh càng nói cổ anh nó càng rụng đấy, anh để yên nào. Được rồi đấy, thôi bây giờ đi bác sĩ, từ, đi, em thề lấy rồi. Đi bác sĩ. Em ơi, kẹp cổ lại đi bác sĩ nữa. Cố định là phải kẹp thẳng lên như này này. Đây này, như này này thì kẹp nó mới đi được chứ, đúng không? Thế ai để kẹp như này đúng không? Phải kẹp thẳng như này chứ. Nhưng mà anh vừa bị treo cổ mà. Thì anh đang cứ ví dụ cho em là kẹp là phải kẹp thẳng như này này. Em kẹp lại đi mới đi được bác sĩ chứ. Nhưng mà cổ anh thẳng rồi thầy. Đấy là anh ví dụ thôi chứ thật ra nó vẫn như này. Đấy là thằng nó mang hai cái môi sới cơm để nó kẹp cổ mình, để nó làm cái nẹp cổ cho mình. À nhưng mà rõ ràng là em bẻ cổ anh thì cái cạnh một cái thôi. Nuôi sao? Ui, dã man đồ lừa đảo. Đã thế, mọi người ơi, mọi
đứa nào mà vớ vẩn lấy cái muôi rồi cơ, đập cho nó vài phát nhá. Yeah, cuối cùng mình đã làm xong cái clip dạy vật lý trị liệu của Bạch My. Đấy mọi người ạ, nghiêm cấm làm cái điều này tại nhà nhá, không là gãy cổ đấy. Ok, nói chung màn chơi của mình thành công rồi. Yeah, bye anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.